Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin ngắm dương mịch xinh đẹp đầy quyến rũ ở tuổi 29. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nữ diễn viên Dương Mịch đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên cả hai phương diện, điện ảnh và thời trang. Cô liên tiếp nhận được lời mời xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Và mới đây nhất, Dương Mịch lại trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Harper's Bazaar Jewelry nhân dịp kỷ niệm 7 năm ra đời tạp chí này. Những hình ảnh xinh đẹp mới nhất của Dương Mịch trên bìa tạp chí khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Đặc biệt sau khi có một cuộc sống viên mãn bên người chồng Lưu Khải Y, nữ diễn viên ngày càng mặn mà theo năm tháng. Dương Mịch và Lưu Khải Y vừa có một kỳ nghỉ Tết sum vầy bên gia đình tại Bắc Kinh. Sau đó tới ngày mùng 1 Tết, hai vợ chồng cùng nhau về Hồng Kông. Dù hoàn thành công việc khá muộn, nhưng cả hai vẫn cố gắng sắp xếp chuyến bay để về nhà cùng người thân và bé Tiểu Gạo Nếp trong ngày 30 Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!